Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Lê Lô Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần tin địa phương. California chuẩn bị gửi tiền trợ giúp đợt nhì cho cư dân. Xe tải lao vào hai tòa nhà chung cư ở Anaheim làm một người chết. Cảnh sát ở Los Angeles truy tìm hung thủ đâm người ở trung tâm thành phố. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Báo The Orange County Register dẫn tin từ Hội đồng thuế California cho hay California sẽ gửi 600 tiền trợ giúp đợt nhì cho cư dân từ cuối tháng 8, cũng như tiền trợ giúp của liên bang. Tiền trợ giúp của tiểu bang California sẽ được gửi thẳng vô trung mục ngân hàng mà cư dân dùng khi khai thuế hoặc gửi bằng ngân phiếu. Hôm thứ Hai, đại diện Hội đồng thuế California cho hay tiểu bang sẽ bắt đầu gửi tiền vào cuối tháng 8, rồi tiếp tục gửi thành từng đợt 2 tuần một lần. Hầu hết những khoản tiền gửi thẳng vô trung mục ngân hàng sẽ được gửi đi từ ngày 1 tháng 9 đến 15 tháng 10. Ai khai thuế tiểu bang sau ngày 20 tháng 8 có thể phải chờ 45 ngày để hồ sơ thuế giải quyết xong, rồi mới được nhận tiền trợ giúp. Một số điều kiện để được nhận tiền trợ giúp lần này là cư dân phải có lợi tức 75.000 trở xuống trong năm 2020. Cư dân California hơn nửa năm 2020 không phải là người phụ thuộc của một cư dân khác, phải khai thuế năm 2020 trước ngày 15 tháng 10 2021. Một chiếc xe ben bị lạc tay lái từ xa lộ 57 đâm thủng đường tường của hai tòa nhà chung cư vào trưa ngày thứ Ba ngày hôm qua, thưa quý vị, ngày 24 tháng 8, khiến một người bị thiệt mạng. Và theo báo cáo của cảnh sát tuần tra xa lộ của California cho biết, tai nạn trên xảy ra vào khoảng gần 1 giờ trưa có liên quan đến 4-5 chiếc xe khác trên xa lộ 57, đoạn sắp vào đường Lincoln. Lực va chạm khiến chiếc xe ben tông vào tường, sau đó nó tiếp tục đâm vào một vài chiếc xe trên phố trước khi lao thẳng qua một tòa nhà chung cư, rồi tông tiếp vào một tòa nhà khác đối diện với xa lộ dọc theo đường Sun Kit. Và giới hữu trách cũng cho biết là khi họ kéo chiếc xe tải ra ngoài, họ tìm thấy thi thể của một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nhưng chưa rõ nạn nhân ở tòa nhà chung cư nào khi bị tông trúng. Tài xế chiếc xe tải bị thương ở mức độ trung bình và được đưa đến bệnh viện điều trị. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. Sở cảnh sát Los Angeles đang tìm kiếm một người đàn ông xuất hiện trong video đã đâm một người đàn ông khác vào ngày 14 tháng 8 tại trung tâm thành phố Los Angeles. Trong video an ninh do Sở cảnh sát Los Angeles công bố hôm thứ Ba, người ta có thể nhìn thấy một người đàn ông tiến về phía một người đàn ông khác đang ở trong một tiệm bách hóa ở South Broadway lúc hơn 11 giờ sáng. Kẻ tấn công thò tay vào túi, rút thứ có vẻ là một con dao đâm vào người đàn ông kia trước khi nhanh chóng bỏ đi khỏi hiện trường. Nạn nhân được sở cứu hỏa Los Angeles đưa đến bệnh viện địa phương điều trị với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Kẻ tấn công được cho là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, từ 30 đến 35 tuổi, cao khoảng 5'8" và nặng khoảng 165 pounds. Bất kỳ ai có thông tin được yêu cầu liên hệ với cảnh sát khu vực trung tâm Ramirez theo số 213-996-1846. Trong một vụ gài bẫy nhằm tìm bắt những người kiếm gái mại dâm hồi đầu tháng 8 vừa qua, giới hữu trách của Massachusetts đã bắt được 5 ông, trong đó có một người đàn ông là người Việt Nam làm cảnh sát ở tiểu bang Rhode Island, thưa quý vị, lân cận. Và ông này tên là Nguyễn Hùng Việt, 46 tuổi, sống tại Rockton, Massachusetts. Ông đã làm việc cho sở cảnh sát của Johnston, Rhode Island được 13 năm. Và theo sở cảnh sát Johnston Police Department,
Liên quan đến vụ việc bị bắt này thì ông Việt Nam đã bị cho là tạm nghỉ việc và không được lãnh lương từ ngày 5 tháng 8. Ông Nguyễn Việt Hùng sẽ ra tòa với cáo buộc là có ý định mua dâm từ một người bán dâm. Theo bản tường trình của cảnh sát, một nhân viên công lực đã giả dạng là một phụ nữ bán dâm và rao bán dịch vụ trên mạng. Qua điện thoại, ông Việt đã liên lạc với người rao hàng, nói rằng ông muốn làm hết mọi thứ và hỏi thêm rằng là cô gái có phải là làm việc cho chính cô hay không. Đôi bên đã hẹn nhau tại một khách sạn. Cảnh sát cho biết vào khoảng 7 giờ 10 phút chiều, Nguyễn Hùng Việt xuất hiện trong một chiếc xe mang bản số của tiểu bang Rhode Island. Khi ông đến gõ cửa phòng mà cô gái đã hẹn trước, thì các mật thám của cảnh sát đã đồng loạt xuất hiện và bắt ông ta. Khói từ nhiều đám cháy rừng ở Bắc California đang di chuyển về phía Nam, tạo ra nguy hiểm tiềm tàng cho không khí khu vực Los Angeles. Sáng thứ Năm 25 tháng 8, Cơ quan Quản lý Chất lượng Không khí Bờ biển phía Nam đã đưa ra lời khuyên cho phần lớn các quận Los Angeles, Riverside và San Bernardino. Cơ quan này cho biết cháy rừng ở miền Bắc và miền Trung California đang tạo ra đám khói dày đặc, được di chuyển vào khu vực bờ biển phía Nam và khu vực Coachella Valley. Cơ quan này cũng lưu ý rằng đám khói sẽ ảnh hưởng mạnh nhất ở các khu vực đồi núi, vùng Inland Empire và Coachella Valley. Trong nhiều tuần qua, các đám cháy đã gây ra chất lượng không khí nguy hiểm và điều kiện khốn khổ cho hàng ngàn cư dân gần đó. Bây giờ, gió đang thổi khói về phía Nam. Kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phần bản tin tổng hợp chuyện ngày hôm nay thì đài Lido Sài Gòn TV của chúng tôi có một thông báo xin gửi đến quý vị. Kính thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 9 năm 2021 thì đài Lido Sài Gòn TV của chúng tôi sẽ tổ chức một cái chương trình Tết Trung Thu ở ngoài phương Thương Xá, Phúc Lộc Thọ. Và trong cái cuộc thi này, trong chương trình này thì chúng tôi có tổ chức một cái cuộc thi vẽ tranh và trong chương trình Trung Thu. Và cuộc thi vẽ tranh này cho các em sẽ thi vẽ tại sân khấu ở Phúc Lộc Thọ. Thời gian dự thi là từ 10 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Và cái tuổi dự thi từ 5 tuổi cho đến 6 tuổi. Và quý vị phụ huynh, nếu mà cho con em chúng ta dự thi thì vui lòng ghi danh trước ngày 3 tây tháng 9 năm 2021 và gọi cho đài Lido Sài Gòn TV qua số điện thoại là 714-979-9562 để ghi danh. Chương trình Trung Thu tổ chức ngày 11 tháng 9 từ 2 giờ chiều, có nhiều gian hàng ẩm thực, trò chơi và có thi ăn bánh Trung Thu. Đặc biệt chương trình tưởng niệm này ngày 9 tháng 11 và chương trình văn nghệ sẽ bắt đầu từ 5 giờ chiều tại sân khấu trước Phước Lộc Thọ. Được phát hình trên LSTV bằng tầng 56.10, 14.2, lilosaigontv.com. Kính mời quý vị nhớ đón xem. Kính thưa quý vị, phần thông báo vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài Lilo Sài Gòn TV. Cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị. Thảo Tiên và Lê Thái xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ tư thật bình an và hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai.